Quý vị và các bạn nhỏ thân mến, cái răng cái tóc là gốc con người. Đây là câu tục ngữ mà từ ngàn xưa ông cha ta đã đúc kết lại. Quả thật vậy, những chiếc răng tuy nhỏ bé nhưng lại đóng vai trò rất là quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Và còn rất là nhiều điều thú vị về những chiếc răng mà các bạn nhỏ chưa biết đâu đấy. Chúng ta sẽ cùng khám phá trong chương trình Thiếu Nhi ngày hôm nay với nhân vật nhí tiếp theo của chương trình, bạn Đức Giang. Chị chào Đức Giang. Xin chào chị. Ê, Đức Giang đang ăn cái gì à? Sao lại che miệng cái kia? Đâu, em mới nhổ răng. À, em mới nhổ răng à? Thế là hóa ra mình nhổ răng xong rồi mình xấu hổ, mình không dám cười to à? Vâng. Có gì phải xấu hổ đâu nhở? À, chị nghĩ là nhổ răng là một việc mà tất cả các bạn nhỏ đều phải trải qua đúng không nào? Và mình sẽ tạm biệt những chiếc răng sữa xinh xinh để mình chào đón những chiếc răng mới. Vậy thì đố Đức Giang biết là những chiếc răng sữa của chúng ta xuất hiện từ khi nào? Em cũng không biết ạ. Thế này nhá, khi chúng ta được sinh ra đúng không nào thì chúng ta không có răng. Các em bé sơ sinh thì lúc đấy thức ăn của các em bé sơ sinh là gì nhỉ? Sữa. Đúng rồi, là sữa. Vì thế nên các em ấy có cần răng không nhỉ? Không. Đúng rồi. Và đến khoảng thời gian từ 6 đến 30 tháng tuổi thì những chiếc răng sữa sẽ lần lượt mọc lên. Và khi đó thì sẽ phục vụ cho các em ăn những thức ăn rất là mềm, nhỏ, đúng không? Và không bị dai, đúng không? À, em biết rồi nhá. Rồi thì mình lớn lên nên những chiếc răng cũng phải lớn lên luôn hả? Chính xác. Bây giờ Đức Giang không còn là một em bé nữa phải không nào? Và phần hàm của mình cũng đã lớn dần lên khi mà mình lớn lên rồi. Và những bạn răng sữa thì không thay đổi kích cỡ đúng không nào? Bạn ấy không thay đổi kích thước. Vì thế các bạn ấy đến một giai đoạn như là tầm của Giang bây giờ này, thì những bạn ấy sẽ bắt đầu lung lay. Và sau đó là tự động rời khỏi hàm của mình. Và thay vào đó sẽ là những chiếc răng mới này, to hơn này, khỏe mạnh hơn. Và những chiếc răng ấy gọi là răng vĩnh viễn. Nó sẽ theo chúng ta suốt cuộc đời còn lại. À, như vậy thì ích thì là thay răng thể thành người lớn rồi. Đúng như vậy. Và bây giờ thì mình có thể tự tin để khoe chiến tích của mình. Cười thật tươi và không có gì phải xấu hổ cả, đúng không? Má, mình cười thử chị xem nào. Tức ra có bao giờ tưởng tượng là nếu mà miệng mình không có cái răng nào, trông nó sẽ như thế nào không? Chắc là buồn cười lắm. Mà lại còn không ăn được gì hết ngoài uống nước chè. Ừ, đúng rồi đấy. À, như vậy là ngoài chức năng là làm đẹp cho chúng mình khi mà chúng mình nở nụ cười đúng không nào, thì hàm răng có chức năng rất quan trọng, đó là giúp cho chúng ta có thể nhai đúng rồi, nghiền thức ăn, cắn thức ăn nữa đúng không nào. Và ở đây thì chị có một cái mô hình hàm răng nha. Đây, cho Đức Giang xem. Mình có một mô hình hàm răng và đây là mô hình hàm răng của người trưởng thành. Tức là sau khi mà Đức Giang thay hết những chiếc răng sữa trong miệng thì mình sẽ có một hàm răng đầy đủ như thế này, gồm 32 chiếc răng mà gọi là răng vĩnh viễn. Nào bây giờ chị đố Đức Giang biết là chúng mình có tất cả bao nhiêu cái răng cửa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chính xác. Một hàm răng của người trưởng thành thì sẽ có 8 cái răng cửa. Và nhiệm vụ của những bạn răng cửa này là gì? Đố Đức Giang biết ạ. Em không biết ạ, chị nói thử em nghe với. Ừ, những chiếc răng cửa thì có hình dạng giống những chiếc xẻ đúng không nào? Và cái phần rìa của nó thì rất là sắc. Và nhiệm vụ chính của các bạn ấy đó là cắn và xé thức ăn thành từng miếng nhỏ. Những chiếc răng nanh thì nằm bên cạnh những chiếc răng cửa đúng không nào? Và nó có hình dáng rất là nhọn. Và nhiệm vụ của nó đó là kẹp và xé thức ăn. Đúng rồi. Nào bây giờ mình đến với răng tiếp theo là những chiếc răng hàm nhỏ. Có tất cả là 8 chiếc răng hàm nhỏ. Và những chiếc răng này thì như thế nào nhỉ? Nó to hơn những chiếc răng khác. To hơn những chiếc răng cửa và răng nanh đúng không? Nó có cái phần mặt, đây gọi là mặt nhai của nó này. Mặt nhai của nó rất là to, giúp cho chúng ta nghiền thức ăn đúng không? Nghiền thức ăn trước khi nuốt vào bụng. Và cùng với đó thì chúng ta cũng có 8 chiếc răng hàm to đây này. Đấy đúng không? Những chiếc răng bên trong cùng của hàm mình ấy. Những chiếc răng này rất là to và cũng sẽ hỗ trợ cho chúng ta trong việc nghiền nát thức ăn. À, hóa ra là những bạn răng trong miệng của chúng ta có hình dáng khác nhau là vì như vậy. Đúng rồi, răng có vai trò rất là quan trọng đối với tất cả chúng ta đúng không nào? Và chúng ta nhiệm vụ là phải bảo vệ cho các bạn ấy thật là khỏe mạnh mỗi ngày. Bằng cách nào nhỉ? Chị đố Đức Giang đấy. Đánh răng thường xuyên à? Đánh răng thường xuyên vào thời điểm nào trong ngày nhỉ? Sau khi ăn. Sau,
sau khi ăn cơm và trước khi đi ngủ. Đúng rồi, chúng ta còn phải nhớ đó là phải khám răng định kỳ 6 tháng một lần để kiểm tra sức khỏe răng miệng, đúng không nào? Và một điều đặc biệt lưu ý là đó là chúng mình sẽ phải lựa chọn những cái thực phẩm, những cái đồ ăn, đồ uống như thế nào tốt cho răng. Nào bây giờ Bích Giang có muốn chơi một trò chơi với chị không nào? Có ạ. Ok. Này. Bích Giang này, ở đây thì chị đã chuẩn bị rất là nhiều những nguyên liệu rồi. Và nhiệm vụ chúng ta sẽ là phải tạo nên 2 chiếc răng. Và sau đó chúng ta sẽ cùng phân loại xem là những thứ gì tốt cho răng và những gì thứ gì không tốt cho răng. Wow, thì chúng ta đã làm được 2 chiếc răng rồi. Đây là chiếc răng trắng khỏe mạnh, còn đây là chiếc răng chỉ màu miếu. Ở đây thì chị có rất là nhiều những cái sticker nhiều màu, đúng không nào? Và nhiệm vụ của Đức Giang đó là chúng ta sẽ cùng phân loại xem là cái nào tốt cho răng và cái nào không tốt cho răng. Cái tốt cho răng thì mình sẽ dán bạn ấy vào cái răng khỏe mạnh, đúng không? Và không tốt cho răng thì mình sẽ dán vào bạn răng bên này. Đức Giang sẵn sàng chưa ạ? Rồi ạ. Như vậy là hai chị em mình đã hoàn thành phần gắn những cái chiếc sticker vào 2 cái răng, đúng không? Thì bây giờ Đức Giang cho chị hỏi nhé. Đố Đức Giang biết là tại sao bánh ngọt này, nước có ga này, bánh quy này, kẹo mút này lại không tốt cho răng? Tại vì nó có đường ạ. Đúng rồi, và chính xác hơn đó là những chất đường tinh luyện không tốt cho sức khỏe của mình, đúng không? Còn những loại trái cây và rau củ quả tươi thì lại có rất là nhiều cái lượng đường tự nhiên và rất là tốt cho sức khỏe của chúng ta đấy. Nhưng mà chị ơi, em thấy kẹo ngọt rất là ngon. Đúng rồi, chị biết là đối với các bạn nhỏ thì những chiếc kẹo ngọt như này rất là hấp dẫn. Tuy nhiên là chúng ta có nên ăn nhiều không ạ? Không ạ. Mỗi ngày chúng ta chỉ ăn một chiếc thôi nhá. Vì là ở trong miệng của chúng ta ấy thì sẽ có rất nhiều những con vi khuẩn nó trú ngụ ở trong miệng. Những con vi khuẩn này thì sẽ sống nhờ vào cái lượng thức ăn thừa bám trong miệng của mình. Và đặc biệt là chúng rất thích ăn đường. Và khi mà chúng ta ăn thức ăn có rất là nhiều đường như thế này thì thức ăn bám lại này. Những con vi khuẩn này sau khi mà ăn những thức ăn thừa của chúng ta thì sẽ tạo ra một chất và làm mòn răng của chúng ta và tạo thành những lỗ hổng ở trên răng, và mình gọi đó là bệnh gì nhỉ? Bệnh gì nào? Sâu răng. Đúng rồi, đó là bệnh sâu răng mà các bạn nhỏ rất là hay gặp phải, đúng không nào? À, em biết rồi, thì phải đã đánh thường xuyên để lấy hết thức ăn thừa để bỏ lũ sâu răng không còn nữa, đúng không ạ? Chính xác. Và mình cũng phải nhớ là phải lựa chọn những đồ ăn này, những thức uống mà tốt cho răng của mình. Nhớ chưa nào? Vâng ạ. Quý vị và các bạn thân mến, chắc chắn là không dễ dàng gì để có thể hoàn toàn cấm đoán được các bạn nhỏ việc ăn các loại bánh kẹo ngọt khi mà chúng được bày bán ở khắp mọi nơi như hiện nay. Tuy nhiên, bằng cách là dành thời gian cho con, giải thích cho con hiểu, cùng con chơi những trò chơi lý thú bổ ích và tìm hiểu những kiến thức khoa học mới mẻ nhưng lại rất là gần gũi thì là cách rất là hữu hiệu để các bạn có thể tự hiểu và tự hạn chế việc ăn bánh kẹo ngọt của mình. Cùng với đó thì con sẽ hình thành được thói quen chăm sóc răng miệng để bảo vệ cho chính mình. Quý vị đừng quên theo dõi chương trình Thiếu Nhi trên kênh TTV vào 16 giờ 10 phút chiều Chủ nhật hàng tuần và phát lại vào các ngày trong tuần. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!